vi tuổi Đinh Mão 1987, tháng 7 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong tháng 7 cô hồn, biết bao nhiêu người xui xẻo bán ra bại sản, nhưng tuổi Đinh Mão lại sổng rỉnh tiền tiêu, mặc kệ thời gian trước như thế nào. Trong tháng 7 âm lịch này, những người tuổi Đinh Mão 1987 lại có những vận may bất ngờ, khiến cho những người khác phải ghen ghét, đố kỵ. Như quý vị đã biết, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là thời điểm mà Diêm Vương khai mở cửa quỷ môn quan cho các vong hồn ngã quỷ về lại dương thế, thăm lại cố hương và người thân. Đồng thời, để họ thực hiện nốt những tâm nguyện còn dở dang trong lúc còn sống. Vậy nên tháng này được gọi là tháng của yêu ma, quỷ quái. Trong thời gian này, các cụ xưa vẫn khuyên không nên làm việc đại sự. Bao nhiêu người đen đuổi, vỡ nợ trong tháng này. Ấy vậy mà những gia chủ tuổi Đinh Mão lại được lộc trời, giàu sang phú quý. Quý vị có biết là tại sao không? Để có thể luận giải cho vấn đề này, mời quý vị hãy cùng theo dõi bài phân tích về vận trình của những gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 7 âm lịch. Xin mời mọi người hãy theo dõi video. Đầu tiên là phần tổng quan gia chủ Đinh Mão trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Đinh Mão 1987, mệnh lô trung hỏa, sông phong khoáng, độ lượng, khoan dung hiền hậu với người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Mệnh chủ có tư duy sáng tạo, có cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo kênh phong thủy Gia Cát, mệnh chủ còn thích sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, mệnh chủ tỏ rõ mình là một người lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước. Rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ, không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Tử vi tháng 7 âm lịch cho rằng, vận trình của gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng này không thực sự tốt. Áp lực từ những công việc khiến mệnh chủ mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Nếu không có chế độ sinh hoạt hợp lý, sức khỏe của mệnh chủ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều ở hiện tại và sau này. Công việc không ổn định dẫn đến tình hình tài chính cũng khá ảm đạm. Trong tháng này, gia chủ tuổi Đinh Mão cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh đến tình trạng thiếu hụt sau. Khi có công việc, cần đến tiền thì lại không có. Đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với những gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng này, cần chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử phù hợp, sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Đinh Mão nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chắc thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh quang pháp bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho gia chủ tuổi Đinh Mão. Đặc biệt, minh quang pháp bảo cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho những gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với những người đang đi làm, sự mệt mỏi, chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp mệnh chủ không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của mệnh chủ như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng, chảnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân.
Nếu mệnh chủ muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Mệnh chủ sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của mệnh chủ cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến những quyết định sai lầm. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Cho nên trong thời gian này, gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp mệnh chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh, kẻ tiểu nhân, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Người tuổi Đinh Mão trong tháng 7 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự được như ý. Có nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh gặp rất nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình. Mệnh chủ được biết cần phải lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được những mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Đinh Mão lại chưa biết được linh hoạt để có thể giải tỏa bớt áp lực cho mình. Mệnh chủ chỉ chăm chăm làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nên biết nghỉ ngơi cùng với làm việc để tái tạo sức lao động, chứ nên tham công tiếc việc quá mức. Bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng làm việc cũng khó đạt được kết quả cao. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với mệnh chủ, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình mệnh chủ không được tốt. Đối với gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, vận trình tình cảm không được tốt lắm. Nam mệnh đừng mất nhiều thời gian vào chuyện yêu đương mà hãy dành thời gian và tinh thần cho công việc, thành quả thu được sẽ tốt hơn nhiều. Đừng cố chấp mà bắt đầu một cuộc tình mới khi bản thân còn chưa sẵn sàng. Nữ mệnh tuổi Đinh Mão là một người nhạy cảm, trong chuyện tình yêu luôn là người chịu thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của mệnh chủ sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên mệnh chủ không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Tử vi tuổi Đinh Mão trong tháng 7 âm lịch cho biết kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm trong gia đình, mệnh chủ. Mệnh chủ thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, Thầy Phong Thủy khuyên mọi người hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những gia chủ tuổi Đinh Mão còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý cho năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 7 âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Đinh Mão khá ổn định. Người tuổi Đinh Mão có chút phiền muộn do không có được sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Những gia chủ tuổi Đinh Mão không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Mệnh chủ nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp những mệnh chủ không những thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo.
Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 7 âm lịch để gia chủ tuổi Đinh Mão có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng 7 âm lịch là tháng Bình Thân, Nạp Âm, Sơn Hạ Hỏa. Tháng Thân lục hợp tị, tam hợp tí, thìn thành thủy cục, xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tị, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 7 tới ngày 17 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Dậu. Thứ hai ngày âm lịch 22 tháng 7 tới ngày 29 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Kỷ Dậu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Đinh Mão tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình, mệnh chủ đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch 11 tháng 7 tới ngày 18 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Mậu Tuất, Nạp Âm, Bình Địa Mộc. Thứ hai, ngày âm lịch 23 tháng 7 tới ngày 30 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Tuất, Nạp Âm, Thoa Xuyến Kim. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ tường trình tử vi của gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.